Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2016 dương lịch. Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu về hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về hồng ân của Cha Trời Giê-xu đang bao trùm quả địa cầu. Vì thế, chúng ta được quyền thừa hưởng vì chính Ngài đã ban cho chúng ta những hồng ân đặc biệt mà chỉ có Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho Ngài, ban cho chúng ta. Những ai ước ao có hình ảnh của Cha Trời Giê-xu với phép lạ đi chung những hình ảnh này thì đồng bào hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Địa chỉ là Face God Jesus Christ, 13372 Golden West Street, Suite No. 205, Westminster, California, 92683, USA. Kính thưa đồng bào thương mến, khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đã hiện ra trên mây từ ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và sau đó, luyên lý, Ngài đã làm nhiều phép lạ tiếp tục sau đó để cảnh báo và hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Bởi vì cơ trời đang chuyển từ thời nhân loại chuyển qua thời thiên loại, có nghĩa rằng là Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu trong những ngày tháng năm sắp tới rất gần đây và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thời hạn sẽ đúng thời điểm, không chậm trễ. Và Ngài đã ra lệnh cho tôi kêu gọi đồng bào đồng hành với chúng tôi để cùng nhau thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Bởi vì tận thế đang chuyển mình và quyền năng của Cha Trời Giê-xu đang tỏ hiện ra cho nhân loại chúng ta được thừa hưởng. Vì thế, chúng ta hãy mau mắn đón nhận, bởi vì Ngài ban cho mà chúng ta không đón nhận thì chúng ta sẽ bị mất mát. Kính thưa đồng bào thương mến, thế giới nhân loại đang đối diện với sự diệt chủng bởi vì do tội ác của nhân loại chúng ta gây ra, và chúng ta đang bó tay trước những tội ác của nhân loại chúng ta đã và đang gây ra bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào thương mến, có tầng, có giới, có khoa, có thế giới nhân loại, có thế giới súc sinh là những con vật, có thế giới ác quỷ, sa tăng, thế thì đương nhiên phải có thế giới thiên loại, và thế giới thiên loại là thế giới quan trọng nhất và là quyền năng nhất. Vì thế, sự sống của càn khôn luôn luôn cần vào thế giới thiên loại ban cho ngõ hầu, nhờ đó mà thế giới càn khôn mới có sự sống. Một lần nữa, đồng bào hãy mau mắn vào địa chỉ tôi vừa thông báo để xem xét trên 10 phép lạ vĩ đại nhất từ thời bây giờ cho đến ngày tận thế cáo chung. Những phép lạ này vô cùng quan trọng, đến nỗi không có phép lạ nào có thể so sánh. Kể từ ngày sau khi Cha Trời Giê-xu bay về trời, được cất lên trời, về thiên đàng ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
Vì thế, tôi trang trọng và thành khẩn nhắc nhở cho đồng bào, nhân loại chúng ta nói chung và cho người Việt Nam chúng ta nói riêng. Đây là những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đồng bào mau mắn liên lạc với tôi để nhận lãnh những hình ảnh phép lạ này. Hoặc là chính đồng bào cũng có thể vào trang website faithgodjesuschrist.com xem xét học hỏi, rồi in ra thật nhiều từ trang website của chúng ta faithgodjesuschrist.com, rồi mau mắn phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp và được nhận lãnh gấp, nhận lãnh hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu với phép lạ đi chung. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Và những ai biết nhiều thứ tiếng khác nhau, xin vui lòng dịch lại và phân phát, nhắn nhủ cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi, trên 7 tỷ người, được biết gấp. Thành thật cảm ơn. Sau đây là phần nhắn nhủ cho Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Và đương nhiên là phần nhắn nhủ vô cùng quan trọng. Bởi vì tình hình thế giới và tình hình Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa diệt vong. Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2016. Xin phép cho tôi dặn nhạc nhỏ xuống một xíu. Đây là nhạc tĩnh tâm do chính tôi soạn thảo để tặng cho đồng bào nhân loại. Những ai ước ao có được loại nhạc này thì hãy liên lạc với chúng tôi. Vâng, kính thưa đồng bào nhân loại. Nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa diệt vong bởi vì tội ác của những kẻ tham quyền cố vị và tội ác của những kẻ tham nhũng lo đong đầy những túi tham không đáy, và họ không e thẹn và xấu hổ dẫu rằng họ đã và đang gây ra quá nhiều tội ác bởi lòng tham không đáy, tham quyền, tham danh, tham vật chất, tham tiền, tham mồ hôi nước mắt, sức lao động của người khác. Ôi thì đủ thứ loại tham lam. Kính thưa đồng bào, ngày hôm nay chúng tôi xin phép được nói riêng về đất nước Việt Nam chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết về tình hình thế giới. Kính thưa đồng bào quý mến, hiện tại ở Việt Nam, Trung ương Đảng Cộng sản đang tìm cách sát hại lẫn nhau. Bởi vì hai kẻ ác ở với nhau, trước sau gì họ cũng sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Hai người ác ở với nhau sẽ là như thế. Thế thì hai người hiền ở với nhau thì mọi chuyện bình yên, chẳng có gì để mà bàn tới. Và một người ác với một người hiền ở với nhau thì người hiền sẽ làm gương cho người ác. Rồi từ từ kẻ ác sẽ hiền giống như người hiền. Đằng này, Đảng Cộng sản họ là những người kẻ ác, những kẻ lường gạt, những kẻ chối bỏ Thượng Đế. Cộng sản là những kẻ chối bỏ thế giới thiên loại, thế giới mà ban cho
nhân loại sự sống và cũng như ban cho càn khôn sự sống, đó là thế giới thiên loại. Thế mà đảng cộng sản nào cũng thế, họ chối bỏ quyền năng của thế giới thiên loại. Đó là lý do tại sao họ rất là ác, bởi vì họ điều khiển bởi quỷ Satan. Đó là thế giới ác trược, thế giới ác độc, quỷ dữ. Thế rồi, đảng cộng sản, họ là những kẻ ác ở chung với nhau, thì trước sau gì, họ sẽ sát hại lẫn nhau. Và đó là tình trạng đất nước Việt Nam chúng ta xảy ra bây giờ. Nói riêng và nói chung là ở tại các nước cộng sản trên thế giới cũng như thế. Họ đang tìm cách để mà sát hại lẫn nhau hoặc là chạy trốn. Kính thưa đồng bào thân mến, từ ngoài nhìn vào quả địa cầu là một căn nhà. Cha trời Thượng Đế Tổng Năng tác tạo ra quả địa cầu để cho nhân loại đến đây để mà học hỏi, để mà tiến hóa. Chứ không phải đến đây để mà bon chen bóc lột, hung dữ ác độc, sát hại lẫn nhau, rồi sau đó được lên sống với thế giới thiên loại. Chúng ta là nhân loại, chúng ta có súc sinh, chúng ta nhận diện thấy con vật, con chó, con heo, con bò, con cá, vân vân và vân vân. Đó là thế giới súc sinh đó. Chúng ta biết chúng ta hơn thế giới con vật. Và chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang sống với thế giới ác trược, ngạ quỷ, Satan. Đó là những tư tưởng hung dữ ác độc, thiếu công bằng, vu khống mạ lị, lười biếng, u mê, kỳ thị tôn giáo hoặc là độc tài, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, vân vân và vân vân. Đủ thứ chuyện, đủ thứ tội ác mà con người chúng ta đang bị thử thách và chịu thử thách. Và chúng ta chẳng một ai tránh khỏi những sự thử thách khi mà chúng ta được có mặt ở cuộc đời này. Vấn đề là chúng ta có vượt qua được hay không. Cá nhân quyền năng thế giới, nhân loại chúng ta rất là yếu ớt, chúng ta không thể vượt qua đâu. Nhưng với thế giới thiên loại phù trợ, bảo vệ thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Bằng ngược lại, không một ai có thể vượt qua với những cạm bẫy và thử thách của thế giới nhân loại trên quả địa cầu. Bởi vì chúng ta đang sống với nhiều thế giới khác nhau lắm, tôi vừa đề cập. Nhân loại, thiên loại, súc sinh, ác quỷ. Và kính thưa đồng bào thương mến, đảng cộng sản đã chối bỏ thế giới thiên loại, thế thì họ là những người sống theo tư tưởng phản bội, tự cao, tự đại, kiêu ngạo, thì chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ sát hại lẫn nhau. Và sự việc đó đang xảy ra một cách rầm rộ, kinh hoàng, khủng khiếp từ bên trong, và giờ đây đã bộc phát ra bên ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng sắp tới rất gần đây ở tại Việt Nam? Kính thưa đồng bào thượng mến, đảng cộng sản ở Việt Nam sẽ giải tán. Đó là cơ hội cuối cùng để họ có thể chạy thoát. Và kính thưa đồng bào, sự giải tán này rất là kinh hoàng và khốc liệt. Nếu họ không có sự hướng dẫn của thế giới thiên loại, bởi vì không khéo họ sẽ bỏ ngỏ, cũng như họ đang bỏ ngỏ bấy lâu nay, để cho ngoại bang xâm chiếm, giày xéo, cướp bóc, chiếm đoạt đất đai, biển sông và đồng bào chúng ta, cũng như sức lao động của chúng ta ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Nói nôm na là thế giới tư bản đỏ và tư bản xanh đã cấu xé
dân tộc và đất nước miền Nam chúng ta bấy lâu nay đã bỏ ngỏ rồi, và chúng ta đã và đang bị cấu xé bởi ngoại bang. Và thưa đồng bào thân mến, thế thì chúng ta cần phải làm gì? Trước tiên, tôi kêu gọi tất cả những người lãnh đạo ở tại đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ đang đóng vai lãnh đạo, trong đó có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và Nguyễn Kim Ngân cùng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Hãy mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn và dạy bảo, bởi vì chính tôi đã nhận lãnh sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để hướng dẫn chúng ta làm việc. Vì thế, các người mau mắn nghe lời tôi dạy bảo là trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc gấp. Quý vị thông báo publicly và đồng bào có bổn phận sắp xếp đón rước tôi về Việt Nam gấp, bởi vì thời dụng biểu của tôi ở hải ngoại sắp hết rồi. Tôi ra đi hải ngoại để học đời học đạo, để làm việc. Đến ngày hôm nay tôi đóng vai lãnh đạo của người Việt Nam với tư cách là Minh Vương Việt Nam, là vua Việt Nam, là vua phục vụ, chứ không phải là vua để chờ người khác phục vụ cho mình. Làm vua Việt Nam mình cực lắm, không có sung sướng gì đâu. Tôi chỉ thấy sung sướng khi mà tôi thấy đồng bào mình sung sướng, đó là cái niềm vui hãnh diện của vua Việt Nam là như thế. Còn vua mà chờ người khác phục vụ cho mình, những cái đó không phải là vua, những cái đó là những kẻ ăn bám ăn hại. Thế thì đồng bào hãy vững tin, Minh Vương Việt Nam đã xuất hiện, người đó không ai khác chính là người đang thưa chuyện cùng đồng bào. Tôi chính đây y sư Thánh Giống giáng lâm tái thế một lần nữa để cứu Việt Nam. Với tư cách là Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, tôi trang trọng trao ngôi vua của tôi đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta, để chúng ta cùng nhau làm việc Minh Vương Việt Nam, tức là phục vụ cho nhau, và đồng thời sống làm gương cho nhân loại, kêu gọi nhân loại sám hối gấp. Bởi vì cơ trời đang chuyển và những phép lạ đã hiện ra cảnh báo cho nhân loại mà người Việt Nam chúng ta đã nhận biết trước, do chính tôi cầu nguyện và đã nhận lãnh những phép lạ của Thượng Đế ban cho và những sấm lệnh mới nhất của Ngài ban cho và bảo chúng ta hãy làm gương trước, tức là sám hối, và đồng thời thông báo những sấm lệnh, những tin mừng này, những phép lạ này đến cho nhân loại được biết gấp. Phần cuối chương trình tôi sẽ tường trình về những phép lạ mà chúng tôi đã chụp được trên mây sau khi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện giữa nơi công cộng. Và thưa đồng bào thương mến, số tiền hàng 700-800 tỷ đô la, 700-800 tỷ à, tức là 1.000 tỷ là một siêu lần, 700-900 tỷ đô la đã chuyển ra nước ngoài bởi những người hối lộ tham nhũng ở tại Việt Nam. Chúng ta làm gì với những đồng tiền đó? Hay là hầu hết những đồng tiền đó đã bị bọn tư bản xanh, tư bản đỏ giật hết rồi, họ lừa gạt, họ giật hết rồi. Nói nôm na cho cùng, chúng ta hãy dùng những gì chúng ta đang có. Là quý vị, chúng ta cùng nhau người Việt Nam hãy mau mắn đồng hành với tôi, phụ giúp tôi, phụ giúp quý vị thông báo tin mừng vĩ đại của Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây, cảnh báo cho tất cả nhân loại về việc tận thế đang chuyển mình, và tận thế sẽ xảy ra đúng thời hạn, không chậm trễ. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Đây là hình mẫu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế.
hình kế bên là hình đậm hơn để cho những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào có thấy rõ không? Rất rõ ràng. Kính thưa đồng bào, người Việt Nam của chúng ta hải ngoại hầu hết đa số 99.999% cũng như ở tại trong quốc nội cũng thế, đã chưa làm bổn phận của mình về việc phụ giúp tôi, đồng hành với tôi thông báo những sấm lệnh này đến cho nhân loại được biết gốc. Ở đây những kẻ đáng trách nhất là bọn cộng sản và bọn Việt gian và bọn dùng chữ bọn là đúng nghĩa nhất, bọn Việt kiều hải ngoại. Ba đám này là cá mè một lứa đối với những phép lạ vĩ đại của cha trời Giêsu đã hiện ra và kêu gọi hãy mau mắn làm gương trước, là ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là đồng hành với tôi, phụ giúp quý vị thông báo những sấm lệnh này đến cho nhân loại được biết gấp, nói chung và nói riêng là cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết gấp. Thế mà ba nhóm Việt gian, Việt cộng và Việt kiều hầu hết 99.999% đã chưa làm bổn phận của họ. Lý do tại sao? Đó là bởi vì huệ nhãn tâm linh của Việt gian, Việt cộng và Việt kiều đã u mê, ù lì bê trễ và đen thui đen thủi còn hơn mõm con chó mực. Huệ nhãn quá u mê thì làm sao có thể thấy được hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra như thế này, rõ ràng như thế này. Thế mà họ nhìn không ra đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế, còn đây là hình đậm hơn, rõ ràng như thế. Thế mà họ nhìn không ra. Lý do tại sao? Là bởi vì huệ nhãn tâm linh của Việt gian, Việt cộng và Việt kiều, đa số huệ nhãn của ba nhóm này đã bị thế giới u mê, ù lì, bê trễ, bề ngoài xe xua, bon chen, chụp chực, bốc hốt, ham mê, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo đã làm huệ nhãn của ba nhóm này hầu hết đa số, tôi nói là hầu hết, tôi không nói tất cả, mà hầu hết đa số ba nhóm này huệ nhãn đen hơn mõm con chó mực, tức là rất là u mê, ù lì, bê trễ. Đó là lý do tại sao ba nhóm Việt gian, Việt cộng, Việt kiều hầu hết đa số đã chưa thật sự ăn năn sám hối để đồng hành với tôi làm việc thông báo những sấm lệnh và những tin mừng phép lạ này đến cho người khác được biết gấp. Kính thưa đồng hương quý mến, cá nhân tôi thì tôi làm việc rất nhiều, làm thế cho đồng bào quá nhiều. Và đồng bào cũng đừng ngạc nhiên nếu mà trong những ngày tháng sắp tới, nếu mà tôi im lặng, tịnh khẩu, chỉ đọc sấm lệnh kinh thánh của Thiên Chúa Giêsu cho nhân loại mà không đề cập gì đến ba nhóm Việt gian, Việt cộng và Việt kiều, thì quý vị, ba nhóm này Việt gian, Việt cộng, Việt kiều cũng đừng có trách móc vì tôi cả, bởi vì quý vị không có tư cách gì, lý do gì để trách móc y sư thánh giống chúng tôi là chưa và không thông báo cho quý vị. Bởi vì tôi đã đưa lên Internet trên dưới 40.000 video, nhiều lắm, tức là tôi đưa lên khoảng 20.000 video và đồng bào bá tánh mến chuộng đã copy lại và đã phóng ngược trở lên thêm 20.000, hăm mấy ngàn video nữa về những sấm lệnh mới và những phép lạ của Chúa Giêsu hiện ra cảnh báo nhân loại. Thế thì phần của tôi đã quá đủ về việc thông báo cho ba nhóm Việt gian, Việt cộng và Việt kiều lo mà ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Vì thế trong những ngày tháng sắp tới, nếu tôi tịnh khẩu không nhắc nhở đến quý vị
mà tôi chỉ cần nhắc nhở cho những người được biết, hãy mau mắn sám hối, bởi vì cha trời Giêsu sẽ trở lại qua địa cầu đúng thời hạn. Ngài sẽ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn để làm việc cứu rỗi nhân loại chúng ta. Và lúc đó chúng ta phải sẵn sàng. Những ai chưa sẵn sàng thì sẽ khổ vô cùng, sẽ khiếp sợ và sẽ phải nói là không được dự vào ngày phán xét đó, mà phải linh hồn phải sắp hàng chờ đợi hàng ngàn năm trước khi linh hồn được cứu xác. Thì lúc đó đừng trách móc tại sao y sư thánh giống chúng tôi không cảnh báo trước. Quý vị mau mắn, những ai ước ao lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng. Hãy phụ giúp tôi, giúp quý vị lập công chuộc tội bằng cách là thông báo tin mừng phép lạ của cha trời Giêsu. Hình ảnh của Ngài có phép lạ đi chung. Hình ảnh này mà tất cả mỗi người, mỗi nhà trên quả địa cầu cần được có để nhắc nhở cho mỗi chúng ta siêng năng sám hối và cầu nguyện cùng cha trời Giêsu. Bởi vì Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta vào thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Tôi nói đây là thời cáo chung. Vì thế chúng ta đừng có vu vơ mù mờ cậy trông vào thế giới nhân loại nữa, mà hãy mau mắn cậy trông vào thế giới thiên loại. Bởi vì thế giới nhân loại sẽ không đứng vững trước bọn quỷ Satan kinh hoàng khốc liệt. Bởi vì thế giới nhân loại không đứng vững trước những thiên nhiên biến chuyển, tức là Thượng Đế sẽ nắng quả địa cầu lại. Thế giới nhân loại sẽ khủng hoảng và sẽ kêu trời, sẽ van xin trời cứu. Và lúc đó là lúc mà những kẻ chưa sẵn sàng sẽ hối hận vô cùng, bởi vì họ đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để lập công chuộc tội. Và đây là cơ hội cuối cùng cho những ai ước ao lập công chuộc tội. Trong đó có bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, đa số cá mè một lứa. Ở đây tôi không nói tất cả, mà tôi nói đa số cá mè một lứa đã chưa thực sự ăn năn sám hối lập công chuộc tội. Hình ảnh này tất cả gia đình trên quả địa cầu cần có để trong nhà để nhắc nhở, bởi vì hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung. Nhân loại mỗi gia đình cần có những hình ảnh này để trong nhà và để nơi văn phòng làm việc của chúng ta. Tiếp theo, cha trời Giêsu đã cho hình ảnh cảnh báo động đất tsunami, nước biển dâng tới mây. Sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Đồng bào hãy mau mắn xem xét cho kỹ. Đây là hình ảnh vô cùng quan trọng mà cha trời Giêsu đã cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang chuyển mình. Đây là hình ảnh cảnh báo về việc cha trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắng quả để cầu lại. Sẽ có nhiều quốc gia sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Đây là hình ảnh nước biển dâng tới mây, sóng thần dâng tới mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là tại miền Đông Bắc Á Châu. Tuy nhiên, khi sự việc này xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến khắp thế giới trên quả địa cầu. Sẽ có nạn đói khát, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt.
Kính thưa đồng bào quý mến, đồng bào có bao giờ đặt câu hỏi tại sao những phép lạ mà tôi trình bày bấy lâu nay có thật hay không? Đồng bào có bao giờ đặt câu hỏi nếu những phép lạ này và những sấm lệnh này có thật thì đồng bào nhân loại chúng ta sẽ hành xử như thế nào?